Sách sáng thế chương 31. Ông Gia-cốp trốn đi. Ông Gia-cốp nghe được những lời của các con trai ông La-ban nói rằng Gia-cốp đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ ấy. Ông Gia-cốp nhìn nét mặt ông La-ban và thấy rằng đối với mình cha không còn như xưa nữa. Đức Chúa phán với ông Gia-cốp: Hãy trở về quê cha đất tổ, về với họ hàng ngươi, ta sẽ ở với ngươi. Ông Gia-cốp sai người đi gọi bà Ra-khen và bà Lê-a ra ngoài đồng, đến chỗ đàn chiên dê của ông. Ông nói với họ: Tôi thấy rằng nét mặt của cha các bà đối với tôi không còn như xưa nữa, nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã ở với tôi. Chính các bà biết rằng tôi đã phục vụ cha các bà bằng tất cả sức lực của tôi. Cha các bà đã đánh lừa tôi và đã đổi công xá của tôi 10 lần. Nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm hại tôi. Mỗi khi ông nói, những con lốm đốm sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con lốm đốm. Mỗi khi ông nói, những con vằn sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con vằn. Thiên Chúa đã lấy đàn vật của cha các bà mà cho tôi. Vào thời chiên dê giao nhau, tôi ngước mắt lên và chiêm bao thấy rằng những con dê đực của những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang. Sứ thần của Thiên Chúa nói với tôi trong giấc chiêm bao: Gia-cốp, tôi thưa, dạ con đây. Người phán: Ngước mắt lên mà nhìn, mọi con dê đực của những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang, vì La-ban đối xử với ngươi thế nào ta đã thấy hết. Ta là Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với ngươi ở Bết-ên, nơi ngươi đã sức dầu một trụ đá, nơi ngươi đã khấn hứa với ta. Giờ đây, đứng lên, ra khỏi đất này mà trở về quê hương ngươi. Bà Ra-khen và Lê-a trả lời ông rằng: Nào chúng tôi còn được chung phần và hưởng cơ nghiệp trong nhà cha chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi chẳng bị cha coi là người xa lạ đó sao? Vì cha đã bán chúng tôi đi, lại còn nuốt ngon tiền bạc của chúng tôi. Vâng, tất cả tài sản Thiên Chúa đã lấy của cha chúng tôi thì thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Giờ đây, mọi điều Thiên Chúa đã bán với ông cứ làm. Ông Gia-cốp đứng lên, đưa các con và các bà vợ lên lạc đà. Ông đưa tất cả đàn vật và mọi tài sản ông đã gây được, đàn vật riêng của ông mà ông đã gây được ở Paddan Aram để đi về với ông Isaac, cha ông, ở đất Canaan. Trong lúc ông Laban đi xén lông chiên, thì bà Ra-khen lấy trộm các tượng thần của cha bà. Ông Gia-cốp đánh lừa ông Laban, người Aram, không cho ông ấy biết mình đi trốn. Ông trốn đi với tất cả những gì thuộc về ông. Ông đứng lên, sang sông Cả và hướng thẳng về núi Ga-la-át. Ông La-ban đuổi theo ông Gia-cốp. Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông La-ban biết ông Gia-cốp đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng đi với mình, sượt theo ông Gia-cốp 7 ngày đường và đuổi kịp ông này ở núi Ga-la-át. Ban đêm, Thiên Chúa đến báo mộng cho ông La-ban, người Aram, rằng: Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Gia-cốp. Ông La-ban theo kịp ông Gia-cốp. Ông Gia-cốp đã cắm lều trên núi. Ông La-ban với các anh em họ hàng cũng cắm lều trên núi Ga-la-át. Ông La-ban nói với ông Gia-cốp: Con đã làm gì thế? Con đã đánh lừa cha mà đem các con gái cha đi như thể tù chiến tranh. Tại sao con đã lén lút trốn đi và đã lừa cha, không cho cha biết, để cha còn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn? Con đã không để cho cha hôn con, hôn cháu cha. Thật con đã hành động ngu xuẩn. Cha có đủ khả năng làm hại các con, nhưng đêm qua Thiên Chúa của cha các con đã phán với cha rằng: Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Gia-cốp. Bây giờ thì con đi vì quá nhớ nhà cha con, nhưng tại sao con lại lấy trộm các thần của cha? Ông Gia-cốp đáp lại ông La-ban: Vì con sợ và con tự bảo, có khi cha sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lại các con gái của cha. Còn nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào, thì người ấy không được sống nữa.
Có anh em họ hàng của cha con ta chứng kiến, xin cha nhận ra cái gì là của cha trong những thứ con có ở đây và cứ lấy lại. Ông Gia-cốp không biết rằng bà Ra-khen đã lấy trộm các tượng ấy. Ông La-ban vào lều ông Gia-cốp rồi vào lều bà Lê-a và lều hai người nữ tỳ, nhưng không tìm thấy gì. Ông ra khỏi lều bà Lê-a và vào lều bà Ra-khen. Bà Ra-khen đã lấy các tượng thần để trong yên lạc đà rồi ngồi lên trên. Ông La-ban lục lọi khắp cả lều mà không tìm thấy. Bà thưa với cha: Xin ngài đừng nổi nóng nếu con không thể đứng lên trước mặt ngài, vì con đang có điều thường xảy đến cho đàn bà. Ông tìm tòi nhưng không thấy các tượng thần. Bấy giờ ông Gia-cốp nổi nóng và trách móc ông La-ban. Ông lên tiếng nói với ông La-ban: Con có tội lỗi gì mà cha cứ theo con gắt gao như vậy, lục lọi tất cả đồ đạc của con? Cha có tìm được đồ đạc gì của nhà cha không? Cha cứ đưa ra đây trước mặt anh em họ hàng của con và anh em họ hàng của cha để họ phân xử cho đôi bên. Suốt 20 năm con đã ở với cha, chiên cái dê cái của cha không hề sảy thai, con không hề ăn con chiên được nào trong đàn vật của cha. Con vật bị cắn xé con không đưa về cho cha, chính con chịu đền. Con bị mất trộm con nào ban ngày thì hai ban đêm cha đều đòi con phải trả. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm con bị lạnh buốt, không sao trở mắt ngủ được. Con ở nhà cha đã được 20 năm, con đã phục vụ cha được 14 năm để được hai cô con gái của cha, 6 năm để được chiên của cha. Cha đã đổi công giá của con 10 lần, giả như Thiên Chúa của cha con là Thiên Chúa ông Abraham thờ và là đấng ông Isaac khiếp sợ đã không ở với con, thì bây giờ hẳn cha đã để con về tay không? Thiên Chúa đã thấy cảnh khổ cực và công lao vất vả của con, và đêm qua người đã phân xử thỏa hiệp giữa ông Gia-cốp và ông La-ban. Ông La-ban đáp lại ông Gia-cốp: Các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên dê này là chiên dê của cha. Tất cả những gì con thấy đều là của cha. Hôm nay cha có thể làm gì cho các con gái của cha hoặc cho những đứa con chúng đã sinh ra? Bây giờ nào cha con ta hãy lập giao ước, giao ước đó sẽ làm chứng giữa cha con ta. Ông Gia-cốp lấy một tảng đá dựng lên làm trụ. Ông Gia-cốp nói với anh em họ hàng mình: Hãy nhặt đá. Họ lấy đá làm thành bột đồng, họ ăn tại đó trên đống đá ấy. Ông La-ban gọi chỗ đó là Zerga Sahanutha, còn ông Gia-cốp thì gọi là Galeed. Ông La-ban nói: Đống đá này hôm nay làm chứng giữa cha con ta, vì thế người ta gọi đó là Galeed, mà cũng gọi là Mít-pa, vì ông nói: Xin Đức Chúa canh giữ giữa cha con ta khi chúng ta khuất mặt nhau. Nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở với chúng ta, con hãy coi chừng Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta. Ông La-ban nói với ông Gia-cốp: Đây đống đá này và đây trụ đá cha đã đặt giữa cha và con. Đống đá này làm chứng và trụ đá này cũng làm chứng rằng cha không được vượt qua đống đá này sang bên con, và con cũng không được vượt qua đống đá này và trụ đá này sang bên cha với ý đồ xấu. Xin Thiên Chúa của ông Abraham và Thiên Chúa của ông Na-kho, Thiên Chúa của cha các ngài xét xử giữa chúng ta. Ông Gia-cốp đã thề nhân danh đấng mà cha ông là Isaac khiếp sợ. Ông dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Họ dùng bữa và nghỉ đêm trên núi.